gửi ngân hàng 5% mà đồng tiền mất giá là 10%. Hàng trăm nghìn người Việt Nam không biết chuyện này. Và bởi vì như vậy, làm càng chăm chỉ thì mình càng nghèo. Hôm nay ở giá chợ đen ở ngoài kia, một đồng đô la Mỹ bằng 26.000 đồng Việt Nam. Hàn Quốc là đồng tiền mất giá trong vòng 1 năm vừa qua là 10%. Các bạn nhìn thấy đồng yên Nhật trong vòng 4 năm qua là mất giá gần 60%. Hàng trăm nghìn người Việt Nam làm việc ở Nhật và không biết chuyện này. Mà đồng tiền mất giá mình gửi về Việt Nam không được bao nhiêu tiền. Và không hiểu là tại sao đồng yên Nhật mất giá, không hiểu tại sao đồng won mất giá không ạ? Thì các bạn thấy rằng là chúng ta làm việc vất vả không hiệu quả. Làm càng chăm chỉ thì mình càng nghèo. Còn trong khi đó những cái người mà mua tài sản ở Nhật Bản bao gồm có Warren Buffett thì càng ngày càng giàu. Và những người mà nợ nần thì càng ngày càng giàu. Bởi vì đồng tiền mất giá mà thì bỗng nhiên nợ thì thành tài sản. Và để mình nói các bạn, nếu năm nay với cái việc lãi suất ở Mỹ rất là cao như bây giờ và khả năng giảm xuống rất là ít và lãi suất ở Việt Nam vẫn còn thấp để cái cầu nền kinh tế, thì đồng tiền Việt Nam mất giá có khả năng lên thành 27.000 đồng và có khả năng là mất gần 10%. Mình gửi ngân hàng là 5% mà đồng tiền mất giá là 10%. Và bởi vì như vậy chúng ta gửi tiền tiết kiệm, chúng ta thấy rằng là chúng ta không thành công được về mặt tài chính. Thì là cái đồng tiền nó bị bào mòn liên tục. Và đó tại sao mà các bạn đừng hỏi mình là tại sao vàng tăng giá, tại sao bất động sản ở những vị trí khan hiếm và đắc địa nó lại tăng giá. Và cái câu hỏi mà chúng ta hỏi là gì, tại sao những cái điều quan trọng như vậy mà tại sao người ta không dạy trong trường học? Đấy là câu hỏi mà mình hỏi không biết là bao nhiêu năm. Thì các bạn nhận thấy rằng khi đồng tiền mất giá, giá cả sinh hoạt phí nó tăng lên liên tục. Và bởi vì như vậy, nếu mình có kiến thức tài chính ấy, thì mình nói cho con cái mình có đồng tiền ấy, mình cần phải chuyển sang những tài sản khan hiếm tăng giá và tạo ra dòng tiền. Thì cái đấy là kiến thức chung, không chỉ cho đàn ông, cho nam giới, không cho độ tuổi 20, 30 mà cho tất cả các bạn. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta còn quan tâm đến tiền tệ.